Pháp giới định đẳng trì, quyết định tràng tướng đẳng trì, kim cương dụ đẳng trì, nhập chư pháp ấn đẳng trì, an trụ định đẳng trì, vương ấn đẳng trì, tinh tấn lực đẳng trì, đẳng dũng xuất đẳng trì, nhập từ quyết định đẳng trì, nhập tăng ngữ đẳng trì, quán lực đẳng trì, tổng trì ấn đẳng trì, vô vong thất đẳng trì, chư pháp đẳng thú đẳng trì, biến phú hư không đẳng trì, kim cương luân đẳng trì, thắng tràng tướng đẳng trì, đế tràng tướng đẳng trì, nguyệt tràng tướng đẳng trì, thuận kiên cố đẳng trì, sư tử phấn tấn đẳng trì, quảng khai xiển đẳng trì, xả trần ái đẳng trì, biến chiếu đẳng trì, bất tuần đẳng trì, trụ vô tướng đẳng trì, quyết định đẳng trì, đi cấu hạnh đẳng trì, vô biên quang đẳng trì, pháp quang đẳng trì, phổ chiếu đẳng trì, tịnh tọa đẳng trì, vô cấu quang đẳng trì, phát ái lạc đẳng trì, điển đăng đẳng trì, vô tận đẳng trì, nan thắng đẳng trì, cụ oai quang đẳng trì, ly tận đẳng trì, vô thắng đẳng trì, khai hiển đẳng trì, nhật đăng đẳng trì, tịnh nguyệt đẳng trì, tịnh quang đẳng trì, phát minh đẳng trì, tác vô tác đẳng trì, trí tướng đẳng trì, trụ tâm đẳng trì, phổ minh đẳng trì, thiện trụ đẳng trì, bảo tích đẳng trì, diệu pháp ấn đẳng trì, chư pháp đẳng ý đẳng trì, xả ái lạc đẳng trì, pháp dũng đẳng trì, phiêu tán đẳng trì, phân biệt pháp cú đẳng trì, nhập bình đẳng tự đẳng trì, ly văn tự tướng đẳng trì, đoạn sở duyên đẳng trì, vô biến dị đẳng trì, phẩm loại đẳng trì, nhập danh định tướng đẳng trì, vô tướng hành đẳng trì, ly ế ám đẳng trì, cụ hạnh đẳng trì, vô động đẳng trì, cảnh tướng tịch tịnh đẳng trì, tập chư công đức đẳng trì, trụ quyết định đẳng trì, tịnh diệu hoa đẳng trì, cụ giác chi đẳng trì, vô biên biện đẳng trì, vô đẳng 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 trì, việt nhất thiết đẳng trì, thiện phân biệt đẳng trì, tản nghi võng đẳng trì, vô sở trụ đẳng trì, nhất tướng trang nghiêm đẳng trì, dẫn phát hành tướng đẳng trì, nhất hạnh đẳng trì, xả hành tướng đẳng trì, đạt chư hữu đề biến dị đẳng trì, nhập nhất thiết thi thiết ngữ ngôn đẳng trì, giải thoát âm thanh văn tự đẳng trì, cụ oai đức đẳng trì, cự xí nhiên đẳng trì, tịnh nhãn đẳng trì, vô trược nhẫn đẳng trì, nhập chư hành tướng đẳng trì, bất hỷ nhất thiết đẳng trì, vô tận hành tướng đẳng trì, cụ đà la ni đẳng trì, nhiếp phục nhất thiết, chánh tà tánh đẳng trì, ly vi thuận đẳng trì, ly tăng ái đẳng trì, vô cấu minh đẳng trì, cụ kiên cố đẳng trì, mãn nguyệt tịnh quang đẳng trì, điển quang biện đẳng trì, đại trang nghiêm đẳng trì, chiếu nhất thiết thế gian đẳng trì, định bình đẳng ý đẳng trì, vô trần hữu trần bình đẳng lý thú đẳng trì, vô chánh hữu chánh bình đẳng lý thú đẳng trì, vô xảo huyệt đẳng trì, vô tiêu xí đẳng trì, quyết định trụ chân như đẳng trì, hoại thân ngữ ý ác hạnh đẳng trì, như hư không đẳng trì, vô nhiễm trước như hư không đẳng trì. Xá lợi tử, nếu các Bồ Tát thường trụ không bỏ đối với các đẳng trì tối thắng như vậy, thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Xá lợi tử, lại có vô lượng vô số pháp môn Tam Ma Địa, pháp môn Đà La Ni khác nữa. Nếu các Bồ Tát thường học các pháp này, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà mà mình mong cầu. Bấy giờ thiện hiện đương oai thần của Phật bảo với Xá Lợi Tử, nếu các Bồ Tát an trụ các đẳng trì tối thắng như vậy, thì nên biết các vị ấy đã được chư Phật quá khứ thọ ký, cũng được mười phương chư Phật trong hiện tại thọ ký. Xá Lợi Tử, các vị Bồ Tát này tùy trụ vào các tam ma địa như vậy, nhưng không thấy các tam ma địa này, cũng chẳng chấp trước vào danh tự tam ma địa này, cũng chẳng nghĩ ta đã chính thức vào trong các tam ma địa này, cũng không nghĩ chỉ có ta mới có thể vào các định tối thắng này, người khác không thể vào được. Các vị ấy suy nghĩ phân biệt như vậy do sức các định nên không khởi lên pháp nào. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, vì định khác nhau nên có các đại Bồ Tát an trụ vào các tam ma địa tối thắng như vậy và đã được chư Phật trong quá khứ hiện tại thọ ký rồi ư? Thiện hiện đáp, không phải vậy.
Vì sao Xá Lợi Tử, nếu Bát Nhã Ba La Mật Đa hay Tam Ma Địa hay các đại Bồ Tát đều không có sự sai khác thì Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Tam Ma Địa tức là các Bồ Tát, vì sao vì tánh của tất cả Pháp đều bình đẳng? Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, nếu Tam Ma Địa không khác Bồ Tát, Bồ Tát không khác Tam Ma Địa tức là Bồ Tát tức là Tam Ma Địa, vì tất cả Pháp đều bình đẳng, thì các Bồ Tát có thể chỉ rõ sự chứng nhập Tam Ma Địa của mình không? Thiện Hiện đáp không. Xá Lợi Tử hỏi, đối với Tam Ma Địa, các đại Bồ Tát có tưởng và tưởng quyết định như vậy không? Thiện Hiện đáp, các Bồ Tát không khởi lên tưởng và tưởng quyết định đối với Tam Ma Địa. Xá Lợi Tử hỏi, tại sao các Bồ Tát này không có tưởng và tưởng quyết định đối với chính Tam Ma Địa mình chứng được? Thiện Hiện đáp, vì các Bồ Tát này không có sự phân biệt. Xá Lợi Tử hỏi, vì sao các vị ấy không có sự phân biệt? Thiện Hiện đáp, các Bồ Tát này biết tất cả Pháp và Tam Ma Địa đều không có sở hữu, ở trong vô sở hữu ấy thì không cho phép phát sanh tưởng phân biệt và tưởng quyết định. Ngay lúc đó Đức Thế Tôn khen ngợi Thiện Hiện, lành thay như điều ông nói, ta tuyên bố ông là người tối thắng đệ nhất đã trụ định vô chánh trong chúng thanh văn. Do đây ta nói rõ ý nghĩa tương ưng là trong tánh bình đẳng không có tranh cãi chống đối vậy. Như vậy này Thiện Hiện, các đại Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa nên học như vậy, muốn học từ niệm trụ cho đến đạo tri nên học như vậy, muốn học 10 lực cho đến 18 pháp Phật bất cộng cũng nên học như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, khi đại Bồ Tát học như vậy là đã học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng chăng? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, khi đại Bồ Tát học như thế là đang học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Xá Lợi Tử lại bạch Phật, khi đại Bồ Tát học như thế đều lấy vô sở đắc làm phương tiện để học, từ Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng ư? Phật dạy, đúng như vậy, khi học như vậy đại Bồ Tát đều lấy vô sở đắc làm phương tiện mà học Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Xá Lợi Tử hỏi, vô sở đắc là nói về những gì? Bất khả đắc ư? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, vô sở đắc là ngã bất khả đắc cho đến kiến thức bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, các uẩn xứ giới và duyên khởi bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, cõi dục sắc và vô sắc bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, mười lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, dự lưu cho đến độc giác bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh, Bồ Tát Chư Phật Bồ Đề Niết Bàn bất khả đắc, vì chúng rốt ráo thanh tịnh. Xá Lợi Tử hỏi, rốt ráo thanh tịnh nghĩa là gì? Phật dạy, nghĩa là tất cả Pháp không sanh, không diệt, không nhiễm, không tịnh, không ra, không vào, vô đắc, vô vi, như vậy gọi là nghĩa thanh tịnh rốt ráo. Bấy giờ Xá Lợi Tử lại bạch Phật, khi các Bồ Tát học như vậy thì không học những Pháp nào? Phật dạy, Xá Lợi Tử, khi các đại Bồ Tát học như vậy thì không được thấy có sự học đối với Pháp. Vì sao? Xá Lợi Tử, vì tất cả Pháp chẳng phải như vậy, nhưng do phàm phu ngu si dị sanh chấp trước nên có sự học các Pháp ấy. Xá Lợi Tử hỏi, nếu nói như vậy thì tại sao các Pháp lại có? Phật dạy, các Pháp như vô sở hữu như vậy mà có. Nếu đối với các Pháp vô sở hữu này mà không thể thấu rõ thì gọi là vô minh. Xá Lợi Tử hỏi, những Pháp nào là vô sở hữu nếu không hiểu rõ thì gọi là vô minh? Phật dạy, này Xá Lợi Tử, sắc cho đến thức vô sở hữu, như vậy cho đến bốn niệm trụ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều vô sở hữu, do Pháp nội không cho đến Pháp vô tính tự tính không. Xá Lợi Tử, phàm phu ngu si dị sanh ấy không thấu đạt,
Đối với hết thảy pháp vô sở hữu như thế nên gọi là vô minh. Người ấy do vô minh và sức mạnh của ái nên phân biệt và chấp trước hai bên đoạn kiến và thường kiến. Do đó không thấy không biết tánh của các pháp là vô sở hữu nên phân biệt các pháp. Do phân biệt nên chấp trước sắc thọ tưởng hành thức cho đến chấp trước 18 pháp Phật bất cộng. Do chấp trước nên phân biệt tánh vô sở hữu của các pháp, do đó nên không thấy không biết đối với các pháp. Xá Lợi Tử hỏi, không thấy không biết đối với các pháp nào? Phật dạy, Xá Lợi Tử, không thấy không biết đối với sắc cho đến thức, như vậy bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều không thấy không biết. Vì không thấy không biết đối với các pháp nên đạo vào phàm phu ngu si dị sai nhiều lần, không thể ra khỏi. Xá Lợi Tử hỏi, chúng không thể ra khỏi chỗ nào? Phật dạy, đối với cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc chúng không thể ra khỏi được. Vì không thể ra khỏi ba cõi nên không thể thành tựu quả thanh văn, độc giác, Bồ Tát và Phật. Giả như có người thoát khỏi ba cõi mà không thể ra khỏi nhị thừa là do người đó không tin không hiểu hết giáo pháp thâm sâu. Xá Lợi Tử hỏi, giáo pháp thâm sâu thế nào mà không thể tin hiểu được? Phật dạy, pháp ấy là sắc không cho đến thức không, không thể tin hiểu hết. Cứ như vậy cho đến 18 pháp Phật bất cộng đều là không, không thể tin hiểu hết được. Do không thể tin hiểu, đối với pháp năng giác sở giác không, nên không thể trụ vào pháp cần phải học. Xá Lợi Tử hỏi, pháp nào cần phải học mà người ấy không thể trụ vào? Phật dạy, Xá Lợi Tử, người kia không thể an trụ. Đối với bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa cũng không thể trụ vào bậc bất thối chuyển và vô lượng vô biên các pháp của Phật, do đây nên gọi là phàm phu ngu si dị sanh, vì chấp trước các pháp có tánh.